Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bảng xếp hạng âm nhạc do MC Nhật Minh sẽ giới thiệu cho các bạn trong những video hàng tuần. Và hôm nay chúng ta hãy đến với top 5 bài hát có nhiều lượt xem nhất trên YouTube tại Việt Nam. Và đứng ở vị trí số 5 đó chính là bài hát Nơi Này Có Anh của Sơn Tùng MTP. Bài hát này đã được nhận đến hơn 248 triệu lượt xem trên YouTube. Bài hát này đã sáng tác hơn 3 năm nhưng đây vẫn là một trong những bài hát giới trẻ vẫn yêu thích. Còn 3 bài hát tiếp theo đều có một điểm đặc biệt là đến từ cặp đôi Jack và KICM. Cụ thể là đứng ở vị trí số 4 là bài hát Em Gì Ơi có hơn 250 triệu lượt xem. Còn bài hát Bạc Phận là bài hát đứng ở vị trí số 3 có hơn 321 triệu lượt xem. Và cuối cùng đứng ở vị trí số 2 là bài hát Sóng Gió đã nhận được hơn 322 triệu lượt xem trên YouTube. Và đứng ở vị trí số 1 đó chính là bài hát Bống Bống Bang Bang của nhóm nhạc 365 đã nhận được 466 triệu lượt xem trên YouTube. Và không chỉ là một bài hát mà các bạn trẻ yêu mến mà đó là một bài hát ưa thích của các em nhỏ. Và tất nhiên lượt xem của các video này sẽ thay đổi liên tục và tôi sẽ luôn cập nhật cho các bạn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.